chân bước theo ai. Hai tay lắm sắp lề ướt thôi. Ngày mai em sẽ bước lên xe hò đến nơi xa đã lòng anh đã qua. Em cười tươi nhãn sắc vẻ người, đôi môi thơm tươi trong ngày em cười. Chỉ tiếc rằng ai sánh vai bên xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một chiếc loa Pioneer lẻ một chiếc, nó có đầy đủ thùng và đầy đủ các loa bị tinh luôn. Em tặng kèm cho anh em một cái bát này nhé. Đấy, một cái bát này của cái thùng bị vỡ ra. Đấy, tặng kèm cho anh em một cái bát này để anh em về anh em có thể thay thế vào, nếu mà anh em muốn thay thế khi mà cái bát này nó hỏng chẳng hạn, để anh em có thể thay thế cái bát này nhé. Hoặc không là để cả một đôi này về anh em có thể tháo nguyên một đôi này, anh em đi sang thùng khác, lên thùng khác và độ chế là tùy ý anh em nhé. Đấy, loa mà carbon, gân của nó gân vải anh em nhé. Đấy, mà carbon gân vải rất là ngon. Và rất là đẹp. Bát loa rất là đẹp anh em nhé. Còn loa thì cơ bản đầy đủ lưới hết anh em nhé. Vuông vức. Phía sau đây. Phía sau thì đã được em đổ keo cứng hết cho anh em rồi nhé. Về chỉ phải sử dụng thôi nhé, không lo nó bể nở gì cả. Đấy, về chỉ phải sử dụng thôi. Dây loa đi theo nó dài khoảng 3 mét anh em nhé. Tầm 3 mét. Đấy. Đây, 75W một loa. Thanh lý cho anh em là 999.000 cặp này nhé. Đấy, 999.000. Lẻ chiếc này em thanh lý 999.000 cho anh em nhé. Đấy, tặng kèm cái bát này cho anh em. Bình thường bán một đôi bát rời mà 22 như thế này ấy, 22 như thế này ấy, thì nó cũng tầm với giá 1 triệu đấy rồi. Đây là bán cái dọn kho thôi. Thu bán cái dọn kho thanh lý 999.000. Đầy đủ lưới và logo nhá. Cái vành này nếu mà tính hết lỗ thì nó đến đo anh em này, vành này. Tính hết cái vành của nó thì nó là 24 anh em nhé. Nếu mà thông số như sản xuất nó công bố chắc chắn nó sẽ công bố 24. Đường kính của hai cái lỗ ốc này nó là 20. Đường kính của lỗ bắt ốc nó là 22.5 anh em, 23. Cho là 23 đi, tim lỗ là 23. Thanh lý tất cho anh em 999.000. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc số cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.